Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Tony. Thì đây là cái series hướng dẫn các bạn kiếm tiền với Facebook. Thì nếu như bạn nào mà chưa xem phần 1, phần 2 thì các bạn lưu ý là xem lại nhé. Thì phần này mình sẽ nói thêm thôi. Link hai phần mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới để cho các bạn để mà các bạn có thể xem. Phần này thì nói cập nhật thêm. Sau khi này là phần trước mình đã hướng dẫn cho các bạn để tạo được để làm sao để có được những cái thành tích như này. Đây chương trình nâng cấp, để mà nâng cấp chúng ta sẽ tiến hành đến phần bước tiếp theo để nâng cấp cho tài khoản trang có thể bật được kiếm tiền trên Facebook. Thì đây 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 đây, đây. Đấy. Mình sẽ trước khi vào nâng cấp thì mình sẽ đá qua một phát nữa để cho anh em dễ hiểu, để cái phần này nó rất là quan trọng, vì phần này chắc chắn là nhiều bạn mắc phải, thì các bạn phải nghe trước khi để mà có thể nâng cấp được thành công. Chúng ta sẽ quay lại Facebook. Mình sẽ live stream ở trên kênh này nha, kênh Chín Tech này, các bạn search ra có mặt mình ở đây. Thì mình sẽ cái kênh này mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới để cho các bạn xem. Ok, đây chính là kênh của mình. Thì khi bạn vào là đa phần cái kênh này nó sẽ chỉ là video game thôi, vì mục tiêu của kênh này lập ra đó chính là hướng dẫn các bạn kiếm tiền mà kiểu kiểu chơi game, là một phần mà gaming, mà một phần mà Facebook đang phát triển, nó đang phát triển đấy. Thật ra là các bạn nào muốn thì xem lại video ở phần mô tả. Ok, thì chúng ta ấn vào phát trực tiếp ở đây. Không này nhé, cái này quan trọng này. Cái này thì chắc là nhiều bạn sẽ bị mắc này. Nên mình sẽ ấn phát trực tiếp cho mạng loát lâu thế. Fader. Ok, thì để sau cái phần phát trực tiếp này mình sẽ để sau có phần tải video này, cái này mình nói ở kia rồi. Ok, chúng ta sẽ vào đăng ký trước, là đăng ký ở nâng cấp để chương trình tại sao. Khi các bạn nhìn thấy một số đây, các bạn phải đọc điều khoản nó nhé. Điều quan trọng đến để chúng ta tiến hành sau này cái tại sao này, để tiến hành và sau này chúng ta kiểu như rút tiền ấy, liên quan đến tiền, các bạn phải để ý. Chương trình nâng cấp cung cấp cho quyền tính năng sao của chúng tôi, sao và mục bổ sung như dưới. Bạn có thể đủ điều kiện hướng dẫn doanh thu từ sao được sử dụng cùng với nội dung của mình bằng cách chấp nhận này. Bạn là tuân thủ điều khoản này, trực tiếp tham gia chương trình nâng cấp này xem này. Để duy trì trình nâng cấp, ít nhất bạn phải tuân thủ các chính sách và hướng dẫn của chương trình nâng cấp mô tả đầy đủ hơn ở đây nhé. Để duy trì có nghĩa là cái việc này bạn muốn duy trì được, việc bạn chấp nhận điều khoản này không đảm bảo quyền truy cập vào chương trình nâng cấp Facebook có quyền cung cấp hoặc giới hạn. Mình biết là sẽ rất nhiều bạn bỏ qua những cái này, nhưng mà các bạn lưu ý là các bạn phải đọc những cái này, vì các bạn là người mới phải hiểu luật thì chúng ta mới chơi được nó, và hiểu luật chúng ta mới lách được luật. Mà khi bạn hiểu luật thì kiểu như là chúng ta phải chơi đúng bài, gài đúng kiểu. Facebook là người tạo ra cuộc chơi và chúng ta phải chơi theo chúng nó, thì chúng ta phải follow chúng nó, phải hiểu rõ nó. Ok, thì bạn theo chương trình nâng cấp phải tuân theo cộng đồng tuân thủ này, nguyên tắc về nội dung kiếm tiền hiện tại này. Bạn sẽ cung cấp nội dung sở hữu và kiểm soát mọi quyền hoặc là giấy phép sử dụng các thiết bị đối với quyền đó trên toàn cầu, bao gồm quyền sử dụng bản ghi âm hoặc là tác phẩm nhạc. Nên lưu ý nhé. Cái này thì nó thường là quan trọng với bọn Tây hơn là so với việc mình ở Việt Nam mình, thì dễ dàng bán rẻ bản thân lắm, nhưng mà bọn Tây thì nó không phải là như vậy. Ok, nếu bạn đang sử dụng bất kỳ tính năng nào trên thay mặt cho một bên thứ ba, bao gồm những không giới hạn các đại lý hoặc đại diện người sáng tạo nội dung, và bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền đại diện với tư cách là đại lý bên thứ ba tồn tại phát triển pháp lý điều khoản này, quản trị viên vô dụng nhiệm đại khái nào. Cái này nó liên quan đến vấn đề bản quyền, bạn không đưa ra được các phép bất kỳ thứ ba nào để bộ thông tin báo chí truyền thông công khai tiết lộ nào, kể cả phương truyền thông về những điều khoản này. Giao dịch được cân nhắc thực hiện theo điều khoản này, hay bạn có thể áp dụng những điều khoản này nâng cấp sản phẩm Facebook tiêu quản dịch vụ. Đại khái là nó liên quan đến vấn đề bản quyền. Mà thôi, mình thì cũng không có quá nhiều tiền. Ok, đơn đăng ký của bạn đã được phê duyệt, từ bây giờ bạn có thể nhận được sao trong khi phát trực tiếp rồi thôi, thiết lập sao. Ok, quốc gia đầu tiên bạn phải chọn chọn cho mình Việt Nam, thì chúng ta ở Việt Nam mà. Đâu, Việt Nam đâu? Đây, Việt Nam. Ok, loại doanh nghiệp. Đơn doanh, công ty liên doanh hay trách nhiệm với bạn tư nhân, công ty tư nhân. Đấy, đơn doanh. Đấy, tên người hợp pháp điền cho mình. Địa chỉ đường. Ô à, không cho viết đấy, không cho viết. Ok, địa chỉ đường. Trần Duy Hưng. Trần Duy Hưng.
Thực ra cái này sau này bạn có thể thành phố Hà Nội. Đâu nhỉ? Hà Nội là ở đâu? Cần Thơ. Hà Nội. Mã Hà Nội là 1.000. 100.000. Còn số điện thoại liên hệ. Đấy, mình để đây. Mail. Ô. À, chắc là không. Không cần phải 84. Mã số thuế thì như mình chưa có. Mã số thuế mình chưa có sao? Này dành cho doanh nghiệp thôi. Đấy, mail. Ok. Đấy, thế thôi. Tiếp. Ok, đây là nhận dạng của doanh nghiệp của bạn để sử dụng để báo cáo thuế. Tôi chết cha rồi, tôi không mặc mã số thuế không ạ? Tôi không có mã số thuế này. Hay là cái, ngay ngay cái đoạn đầu này tôi không nên làm đơn doanh hay công ty liên doanh công ty tư nhân để bị, nhưng mà bắt buộc phải chọn chọn đại quốc gia đấy, nó vẫn phải chọn lịch chọn nó mới cho mình đi tiếp. Đây này, mã số thuế. Tôi không có mã số thuế hay lắm nào. Tôi đánh bừa. Bừa được không ạ? Sau này thực ra sau này nó sẽ ấy sau, từ kéo tôi phải đi làm mã số thuế rồi, không thì trốn thuế thì DM ăn đủ. Đây, Việt Nam này. Đây, cái này cái quan trọng này. Tài khoản ngân hàng, tên chủ tài khoản ngân hàng. Cái này thì các bạn hoặc là liên kết với PayPal, các bạn có thể sử dụng PayPal cũng đây, hoặc liên kết PayPal cho nó nhanh. Các bạn muốn sử dụng với ngân hàng hoặc là liên kết PayPal nhé. PayPal cho nó nhanh. Sau này thực ra những cái thông tin này các bạn có thể cập nhật sau mà. Vì nó liên kết này để sử dụng rút tiền đấy. Chưa được xác minh ý. À đúng rồi, mình quên mất mình chưa xác minh tài khoản PayPal. Có một số web mà nó được hướng tới cho thôi rồi, cái script này của ngân hàng này mình lại không nhớ tên chủ tài khoản cái án mình cái này thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên dưới. Thôi rồi, mình sẽ vào bằng ngân hàng mình vậy. Để xem tài khoản ngân hàng của tôi ở đâu, tôi làm lại cho các ông. Tôi xin cắt cái đoạn này đi nhá, cắt cái đoạn này đi để tôi bỏ qua liên kết. Không, ông nhìn thì các ông nhìn thấy tài khoản ngân hàng của tôi, cái mã này này thì link của cái mã này mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới cho các bạn. Cái đăng ký này đấy. Ok, thì sau khi bước nhập xong ngân hàng đấy thì cô đấy thì mình đã xong rồi, đã hoàn tất. Bạn hiện đã tiếp cận hàng triệu người mỗi ngày, đồng thời nhận thanh toán trực tiếp trên Facebook. Đấy, bạn có thể thêm quản trị viên này xong. Bây giờ khi tôi live stream hôm nay thống kê các bạn nhìn góc này. Đấy, hôm nay sẽ ở đô la rồi như thế nào như các kiểu. Thì hôm nay này, này, tìm hiểu về khoản thanh toán bằng sao. Khi cái thanh toán bằng sao này min rút là 100 đô la. Đấy, khi nào tôi tiến tiến hành rút thì tôi sẽ làm tiếp một clip nữa. Cái này cứ làm dần dần thôi, chúng ta cứ làm dần dần đi dần dần thôi, cũng không cần phải quá ấy, bởi vì cái Facebook này nó tương đối là khó hơn so với những cái app live stream đấy, bởi vì nó min rút nó cao. Nên mình sẽ live stream lại thử thêm video để mình thử lại kênh như nào. Cái phần này thì các bạn phải lưu ý ở cái phần phát trực tiếp này, anh em mà không lưu ý thì sẽ không lọt lọt qua được cái phần phát trực tiếp đây nhá. Mỗi lần ấy cái kết nối này nó lại để cho một cái mã khác nhau, để mỗi lần phát cái mã khác nhau này, mã này để cho các bạn copy, nhưng mà mỗi lần này nó sẽ thay đổi liên tục. Như cái mã này nó thay đổi liên tục, các bạn có ấy các thứ thì nó cũng không ấy được đâu. Cái này thì mình đã hướng dẫn rồi, phần video nội dung là phần mình cũng hướng dẫn rồi. Nhưng cái phần trò chơi điện tử này các bạn bắt buộc phải phát trực tiếp, lưu ý là phát trực tiếp
4 giờ đồng hồ và phát được 2 ngày. Thì nhưng mà cái khi bạn phát bạn, bắt buộc phải để cái thẻ này, ví dụ bạn chơi như mình chơi PUBG thì mình phải có cái thẻ như này, phải đạt được như thế này thì nó mới tính được cho giờ, còn nếu không thì bạn phát một cách bình thường thì nó sẽ không tính cho bạn và không nâng cấp gì cho bạn đâu. Bạn nhớ nhá, cái phần này này các bạn phải chọn đúng, bạn chơi game gì cũng được nhưng mà bạn chọn game mà bạn phải chọn vào cái phần game này của nó, nếu như mà nó không hiện lên như này thì chắc chắn là các bạn sẽ không được tính giờ. Nhưng mà đa phần là ở trên Facebook hiện tại nó chỉ khuyến khích các bạn chơi vài cái game như kiểu PUBG hay là Liên Quân Mobile LOL này, không Liên Minh Huyền Thoại thôi, Legend of Legends này chẳng hạn đấy, thì mấy cái Liên Quân Mobile, Liên Quân đây Liên Minh Huyền Thoại này, Liên Quân Mobile này đấy, thì nó sẽ có những cái tựa game mà các bạn có cả game đánh bài cũng được, nhưng mà những cái tựa game này nó mới yêu cầu bạn chơi game lạ hơn, không có trong danh sách này sẽ không được tính đâu, nên là các bạn phải lưu ý ở khoản này nhé. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Thì các bạn cảm nghĩ sao về việc trên Facebook này? Thì anh em nhớ like kênh này của mình, thi thoảng mình vào mình live stream thì các bạn để trả lời câu hỏi cho các bạn, cộng với thêm nữa là khi mình live stream ấy thì các bạn nhớ tặng sao cho mình nhé, nhớ 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 tặng sao nhé, nhớ tặng sao, nhớ 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 gửi sao, giống tất cả các streamer nổi tiếng đều yêu cầu anh em gửi sao, thì tại sao các bạn không gửi sao cho mình? Ok.